hôm nay cô Trang đi giăng lưới. Nay đi xuống dưới đám lá này nè, có cái cồn lao. Nghe mấy đứa nói ở đây cá nhiều lắm luôn, cá bự bự không à. Đi mượn cái tay lưới 8 phần xuống giăng bắt cá phi. Ngày mới làm việc hiệu quả nha, vui vẻ nha. Giờ cô Ben đi giăng lưới đây. Có bự không hả ngài? Bự không. Hai người đủ rồi. Văng lưới người văng chứ mấy người. Đi xuống đi, xuống phụ đặng đuổi cá cho nó chạy đặng bắt chứ. Đi. Trời ơi, tôi thấy cá quá trời cá luôn nè. Cá bự không nè mọi người ơi. Đúng rồi. Không biết có dính không à. Nó lúng dữ vậy ta. Lát con có cái dính ra đó luôn, nó lên không được luôn nè. Rùa nó dính luôn thiệt bộ. Dính nguyên con heo luôn nè. Cá mập chứ. Chắc do tại lùng. Trời ơi, quá trời luôn. Đây con nữa nè. Nhảy ra tung kìa. Này bà. Mới đi lên đài lụm cái bao voi. Nữa nè, trời ơi. Từ giờ từ đây có rồi nè, từ đây em thấy có nè. Đi xuống đây rồi, lò phụ nè, ở đứng trên đó trời ơi. Yếu quá hả? Trời ơi, cá còn nào con nấy mập ú luôn. Trời ơi, tôi mập nó còn mập hơn tôi nữa trời. Cá này á là cá thiên nhiên nha mọi người. Coi như là cái cù lao này hồi đó ta nuôi tôm mà giờ ta không có nuôi nữa, ta bỏ cái cá mà thiên nhiên nó vô. Ôi cá bự quá, khó gỡ quá. Con cá nào con cá nấy cứng sản luôn. U một con cá này của tôi. Đúng lại. Trời ơi cá này bự nữa. Level càng ngày càng nhiều càng bự ha. Con cá nó cứng sản luôn á. Mập ú luôn. Ú luôn, mà tròn mập ú luôn. Cái này viên giòn là đâu còn gì để nói. Lát mình sẽ làm cái clip và làm cá phi chiên giòn ha. Ừ. Chiên xù. Chiên xù. Ây, hai con cá này cũng của tôi. Đâu rồi? Ở đây. Lát cá đâu kẹp thu lưới lên luôn à. Thu lưới lại từ từ luôn đi. Từ từ cháu nó cũng phải nhớ.
trời ơi. Trời ơi, cá này tôi túm vô háng một lát về ăn mà nghiến răng cho chết. Lát ăn cá mà nghiến răng sao là hiểu rồi đó nha. Nói sao mà tôi ăn cá mà tôi nghiến răng. Trời ơi, mới hôm qua có một quẩn mà. Ui, ui, con cá này siêu to luôn. Chà bá lửa này. Trời ơi. Đã quá. Bị lật lưới hay gì vậy? Hả? Bự quá. Cá này bự quá. Cái đầu nó sảy rồi. Rồi sảy rồi hả? Chưa. Hết hồn. Ôi ôi nó nặng quá à. Nó mạnh quá cầm không nổi. Chân. Chân. Ôi bự quá bỏ vô liền nó sảy. Bốn con. Anh hạ con rồi biết hết nổi rồi. Đầy bao nó luôn quá. Cái gì nữa? Kiểu này là lắc đầy bao. Đầy bao luôn. Con này nhỏ hơn hả? Con này nhỏ nè. Nó nhỏ nhưng mà thịt nó chắc nụi à. Mình cầm vô á. Trời ơi, ở đằng kia nó quậy quá trời bự luôn. Không biết con cá gì vậy? Ừ. Cá xấu lắm là gì kìa. Ôi, nó quậy quá bự vậy. Đó, tung kìa. Tung quá trời tung luôn. Rồi, cá chẽm là cái gì rồi? Vô mánh rồi. Này cô Tèn vô mánh rồi. Không uổng không? Không uổng trong đi. Gỡ mỏi tay luôn á. Thấy cái tướng tôi đứng gỡ. Gỡ cá thấy. Hot tầm hot. Gỡ nó xíu luôn. Có ai muốn về quê có cô Ten không? Cô Ten đi dân cá phi cho ăn nè. Thôi con nó bự á. Cái chân sảy. Không, nó sảy được. Nó lộn lộn ở đây nè. Cầm muốn không nổi với nó luôn vậy á. Trời ơi, nó chạy lại rồi. Cá này là có chia sẻ. Nó trồng do à. Nó trồng do nó mập mập. Còn cá phi Đài Loan á, nó bự mà nó ốm, nó dẹp lép à. Trời, sảy thiệt rồi đó. Con nó bự không? Nó bự dữ, thôi chạy nó đi. Còn nhiều mà. Đây nó quậy đùng đùng, đây không biết con thiền đây luôn nè. Cái này mà chịu khó mà đi về một lát chắc không biết mà. Gỡ không nổi luôn á. Không biết đem cá này ăn đường nào cho hết luôn á. Có nước chia cho cả xóm cùng ăn luôn á. Nãy tôi đi giăng lưới mà có người chạy đi theo mua một tụng đồ nấu canh chua. Chuẩn bị sẵn luôn hả? Thì không có ra chợ. Nhiều quá. Trời ơi, một giây luôn. Trời ơi, quá trời luôn. Gỡ hồi mệt nghỉ luôn á. Hàng
chiên ở đây nó quậy đùng đùng là phải rồi. Ừ, ôi trời, nãy giờ mới phát hiện trên. Vụ gì? Nước ở đây nó mặn trên. Mặn hả? Bự quá, bự quá. Nước mặn mặn trên đây. Trời ơi, chỗ này giờ sao cập nách hả? Chứ biết sao giờ. Đây, cầm cho. Được không? Đây, được. Bao chưa? Sắp đầy bao rồi. Không, không xuống gỡ cá thụ người ta đứng trên đó bao chưa? Hỏi hoài. Nó không có cho cá đâu mà nấu canh chua. Cá thì bé quá, mình tháo, mình thả nó ra đi ha. Cái nào còn nhỏ quá bỏ, thả đi. Còn lớn mình ăn. Con lưới luôn hay gì vậy? Chưa. Chưa. Chưa cái đầu kia đâu? Đây, quéo qua đây nè. Đây hả? Ừ. Hồi nãy kéo thẳng quá nó bị xích dây. Lát kéo lên giờ lên đầu trên cái nữa. Thôi lát thả đi, giờ lát nó đâm vô lưới nó sao? Gần đây nó đâm vô lưới nó gỡ cực. Trời ơi. Còn nữa mọi người ơi. Ủa tới con cá bự bự nãy nó quậy quậy chưa? Tan gỡ mệt nghỉ luôn. Nó đầm chảy máu tài quá. Ấy rồi, xảy rồi. Nói chung là mình cũng không thiết tha gì cho lắm. Tại vì mình thấy cá lớn rồi mình không thiết tha gì con cá bé. Có chiến lợi phẩm lớn hơn. Gỡ là phải bị đứt lưới chút đỉnh thôi. Ôi ôi. Để coi coi chiến phẩm nhiều chưa. Mới có một hiệp mà muốn đẩy cái đầu rồi. Đằng hà luôn. Rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình quay lại phải không? Mình tiếp tục mình đi lùa một cạnh nữa đi. Chim chập nữa. Thu lưới luôn hả? Qua lấy bịch cá luôn. Quá trời cá nó đâm đầu vô lưới mà nắng quá, cô Ten không có đứng ở dưới đây gỡ cho mọi người coi được. Hiện tại giờ là cũng khoảng gần 12 giờ trưa đó nha mọi người. Nắng quá trời nắng luôn. Giờ là cô Ten phăng lưới này lên trên thì cái lên bờ mình gỡ. Đứng đây là coi như là một lát là thành tui then đen thui đây cá bự không mọi người ơi. Chiến lợi phẩm quá trời luôn. Rồi. Đó, giờ mình đi lên bờ nha, lên bờ cô Ten phải đổ chiến lợi phẩm ra cho mọi người coi nha. Đi chưa? Luôn. Rồi, giờ mình lại góc mát mình gỡ cá. Quá trời rồi. Đây. Con nào con nấy uống nào uống nụ. Chiến lợi phẩm của cô Ten nãy giờ nè.
Nó được mấy con, nhiều không? Này chắc còn 5, 6, 7 kg luôn á. Bự bự không à. Trời ơi, bàn tay của tôi bự, nó còn bự hơn nữa. Chưa lên chụp hình cái chị. Quá trời luôn. Rồi giờ mình đem cá này vô cái cho mấy ông anh ở trong nhà. Ông nấu canh chua, ông nhậu. Sướng lắm. Ở miền Tây mình là vậy đó mọi người. À, phụ nữ phải đi săn bắt. Vậy cho đàn ông ở nhà nấu nướng. Có ai muốn gì miền Tây không? Về quê cơ ten đi. Thôi giờ cơ ten chậm. Tạm biệt, chào tạm biệt mọi người nha. Mệt quá rồi, nói lẹo lưỡi luôn. Cơ ten chào tạm biệt mọi người nha. Cơ ten xử lý thêm mấy cá này nữa. Vậy đem vô này nấu cơm ăn. Tạm biệt, hẹn gặp lại.